I'm rich. Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn đã đến với kênh HealthVKT. Sau tập 2 thì mình đem 5 con đi ra trên quái. Trên nó map 80 ha. Thì hôm qua đến giờ lên được có cấp 88. Cái tại mình treo máy lúc gần lúc mở nên ít quá. Thì hôm nay mình tính ăn cái event để lên cấp cho khoảng 120-130 gì đó, cho nó lẹ lẹ chứ dày lâu quá. Thì mình cũng đã liên hệ với fanpage và nạp Kim Nguyên Bảo rồi nè ha. Đó, một Kim Nguyên Bảo vậy tính ra là 1.000 đồng á. Đó, thì mình nạp rồi. Và bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn ha, cái event và cái cách nạp. Chúng ta vào trang chủ của game ha. Rồi, vào bên phần sự kiện. Đây là chúng ta có sự kiện tháng 2 nè. Trước tiên mình quay lại cho các bạn xem. Ở đây là có mấy sự kiện Tết rất là hay. Đó, sự kiện nè, thấy không? Tổng trị giá là 120 triệu. Sự kiện thiệt nha, không có deal nha. Đó, iPad. Rồi, Note. iPhone 11. Ôi, chân châu nè. Ba hộp chân châu đường đen. Ôi, nhìn chả nước miếng. À, biết gì biết được, coi em này hôm Tết. À, hôm Tết là vô là ở nhà cài là maximum rồi. Đó, sự kiện đón năm mới nữa nè. Đó, cái này là không bằng cái kia đâu ha. Rồi, chúng được cái iPhone là về. Mấy game mà iOS các bạn là mình hướng dẫn hết. Đó, ở đây là sự kiện tháng 2 nè. Rồi, tháng 2. Bây giờ sự kiện thì là bên ông sứ giả ha. Đó, ở Ba Lăng Nguyện để ghép sự kiện ha. Đây, event vật phẩm cần cho event nè, có thể đổi bằng 50 điểm tống kim. Á, thời gian đéo đâu đi tống kim, đi vô trong cho chúng nó bụp đầu. Rồi, hoặc có thể nhận từ cẩm nang hoàng kim. Hôm qua giờ trend cũng được 100 mấy rồi, 100 mấy cái năm à, kinh. Rồi đó, có thể ship chồng. Còn đây nè, có hoa hồng vàng, hoa hồng xanh, hộp quà vàng, hộp quà xanh. Chúng ta chỉ quan tâm tới cái màu vàng thôi. Ở đây là mua hết 5 đồng một cái. Mà một Kim Nguyên Bảo như vậy thì được 1.000 đồng. À, mua cũng khá nhiều á, nhiều lắm. Đó, mua ở sự kiện ha. Đó, thì một cái hộp quà vàng như vậy là được một đậu ý đó, bằng cái hoa hồng vàng với lại nơ. Đó, mọi thứ một cái xong. Chúng ta đừng có quan tâm tới cái hộp màu xanh, chúng ta quan tâm tới hộp màu vàng thôi. Đó, quế ngoài tủ, ngựa chiếu dạ đỏ, lên ngựa chiếu dạ chạy cho nó mát mâm ha. Tùy tẩy kinh, võ lâm mật tịch, trang bị an bang, định quốc, nhu tình, hiệp cốt, long câu. Mảnh xích long câu này đổi thành con ngựa hay gì nè, nhớ là vậy, có đọc qua rồi. Ra còn có sử dụng đạt móc bao nhiêu nữa là nhận chìa khóa bạc. Đó, ăn sử dụng đạt móc 2.000 được chìa khóa vàng. Chu cha, chìa khóa vàng nè má ơi, đây nè, chìa khóa vàng rất là thơm nha. Mua cái hộp này hết 200 đồng là lấy chìa khóa mở nè, chìa khóa vàng nè là được 300 triệu kinh nghiệm. Đó, 10 triệu kinh nghiệm. Đó, cộng với trang bị nhu tình và trang bị hiệp cốt. Đó, còn chìa khóa bạc. Ủa, cái này là trang cái chìa khóa đồng. Nãy giờ lộn. Nè, chìa khóa bạc nè. Chìa khóa bạc mở được điểm kinh nghiệm là 50 triệu, 20 triệu. Trang bị thiên tứ,
trang bị Hoàng Kim Môn Phái nha. Đó, Thiên Ấn Bảo Hạp. Đó, cái màu vàng mới ghê nè. 250 triệu kinh nghiệm, 100 triệu kinh nghiệm, ghê không? Chỉ mở được 30 chiếc một ngày, cái đó là không quan trọng, cứ nghĩ đi. Từ chiếc 16 sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm vật phẩm có tỷ lệ ra như bình thường. Vậy là ăn cái 15 cái thôi, mỗi ngày ăn 15 cái thôi. Tiền đâu mà ăn cái này, trời ơi à. Ăn được nó rất là quý. Trang bị Thiên Tứ, trang bị Hoàng Kim Môn Phái, Nhất Kỹ Càng Khôn Phù. Đu, học Càng Khôn Xong Tuyệt Bội. Ở đâu có bội luôn nè. Trời ơi, giới hạn có thể sử dụng tối đa 1 triệu một ngày. À, là dưới này nè, ở trên là triệu khóa bạc. Trời ơi, tính ra là mình nạp mình ăn không tới 2 ngàn ha, tới móc 2 ngàn này ha. Rồi phải ăn được móc 2 ngàn, tiền ăn là móc 2 ngàn là ngon rồi. Rồi bây giờ qua cái phần mà nạp thẻ ha, bấm vào đây. Đây, có thể nạp bằng thẻ Mobi, thẻ Viettel, thẻ Vinaphone. Đó, nạp bằng card điện thoại ha. Không thì các bạn có thể nạp qua đại lý Kim Nguyên Bảo, đó là nạp ở trong game như là giao dịch vậy đó, nhưng mà nó rẻ hơn rất là nhiều so với nạp thẻ Viettel với Mobi, Vina. Và cái này thì nạp qua đại lý thì chúng ta phải nạp bằng chuyển khoản Momo ha, tài khoản ngân hàng ha. Hồi nãy mình chuyển khoản Momo đó, ở đây thì rẻ hơn 13%. Rồi được tặng nè, cái này mới quan trọng nè nha. Rẻ hơn là chuyện bình thường, ở đây mới quan trọng nè. Được tặng chìa khóa bạc đó, để mở giá trị gương hoàng kim đó. Chìa khóa bạc nha, là một kim nguyên bảo là 1.000, đây đây nè, 1.000 đồng, tương đương với là này đây nè, có nè, 55.000 Việt Nam đồng bằng 1.000 đồng cộng với một chìa khóa bạc hồi nãy là mình nạp. Mình nạp 10 triệu, là 10.000, 10.000 là 10 kim nguyên bảo, là được 10 cái chìa khóa vàng, tổng là 550.000. Nếu mà các bạn nạp bằng thẻ mà 550.000 á, là tính ra là thẻ là 50.000 là được 10.000 là được 800 ở lòng 50.000 thẻ thì là được 800 tiền đồng đó. Là tính ra là các bạn nạp 550.000 như mình thì các bạn sẽ phải tô được chỉ có 8.800 và không có chìa khóa bạc. Ưu tiên là nạp bằng cái này ha, cái này là nhiều hơn. Rồi bây giờ mình quay lại cái phần game ha. Rồi sau khi mà mình tìm hiểu về cái event và cách nạp tiền á, thì bây giờ mình sẽ mở đây 10 nè, 10 kim nguyên bảo nè. Rồi tiền không đó, hy vọng là lên được cấp 120 hoặc cấp 130. Đây chìa khóa bạc nè, đạp 10 kim nguyên bảo nè, được 10 chìa khóa nè. Đó, còn đây là cái cẩm nang hoàng kim, mình đi chen quái 5 con được có nhiêu đó, chắc số xui. Đi về ba lăng nguyện ha. Trước tiên là phải vô đổi tiền nè, đổi kim nguyên bảo nè. Đó, đổi thêm đi. Ủa đâu có tiền đồng hôm nay đâu, quên đổi rồi. Đổi nãy mình tính ra là mình nạp 10.000 thì mình ăn được là 1.600. Nhưng mà để mình mở cái này cho các bạn xem, mở cái cẩm nang hoàng kim cho các bạn xem và tỷ lệ ra nó như thế nào nè ha. Chứ nãy là mình tính là mình nạp 10.000 là mình ăn full event là được 1.666 cái hộp quà màu vàng á. Sắp hết rồi nè, mà nó chưa có được gì hết nữa không. Được có 8 cái nơ à. Seremos miles, más y más.
Rồi hết rồi đó. Chỉ được có nhiêu đó thôi chứ được một cái đầu. Cái đầu cấp 6. Cấp 6 vứt vô đây đi. Hoàng Thiên Long vứt vô. Rồi bây giờ dọn sạch cái rương chút nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua 1.000. Đây nè. Gì vậy? Sau khi nạp xong là chúng ta là cái ông sứ giả sự kiện ha. Đó, bấm vào hộp quà. Rồi mua hộp quà, ở đâu? Mua cái hoa hồng, không phải, đừng mua hoa hồng vội. Mua hoa hồng chứ. Đúng rồi. Mua hoa hồng vàng. Đó. Mua bằng thông thường. 400. Rồi đổi tiếp. Rồi đi đổi, một mua hoa hồng vàng tiếp. 400 nữa là 800. Các bạn nhớ ha. 800 rồi bây giờ chúng ta rút ra 1.000 nữa. Rồi 1.000 này chúng ta lại đem mua đi. Buner, đó, Buner mua lên thêm, mua bằng tiền, tiền đồng nè ba ơi. Rồi, mua hết 1.000 luôn. Rồi, chúng ta bấm vào đây ta đổi. Đó, đổi đâu rồi, đổi hộp quà. Mỗi lần chỉ được 50 cái, vứt vô, của bậy rồi. Vứt vô. Đó, đây, 50 hộp quà vàng nè ha. Cứ vậy mà chúng các bạn cứ làm, cứ rút ra rồi làm, cứ rút ra rồi đổi ha. Rồi, cứ như vậy mà làm. Rồi sau khi mình ăn hết cái kim nguyên bảo thì bây giờ tiền đồng nè, đây nè. Tiền đồng này nhìn giống như xu hào hồi đó coi phim Trung Quốc các bạn thường thấy á. Nè. Tiền đồng như là mấy cái đồng lẻ xu hào rồi. Xu hào đồ cắt rồi này nữa. Đó, đang ăn được 1.600. Ủa, 1.614. Ủa 13. 13 13. Còn đây là số tiền dư ha. Tiền dư thì mình đem vào mình cất trong rương. Ở đây đông như kiến vậy. Rất là nhiều người buôn bán bài bán ở đây ha. Rồi cất vào đó đi. Giờ chúng ta quay lại bên kia, đứng cho nó thoáng mát. Đây đứng kế gầm rương nè. Nãy nuốt bao đó đồ lên là lên cũng được cấp 90 ha, lên được 2 cấp hay nhiêu á. Rồi bây giờ bắt đầu phút gây cấn nè. Đó. Đó. Em nó vô trong đây đứng cho gọn gàng để cho có chỗ chút cho có nhiều đứa nó ở quà nè. Đập nha các bạn, đập nha, bây giờ đập nha. Mở nè. Đó, lên. Đồ đang chạy các bạn ơi. Đồ đang chạy. Lao thì chứ. Đồ đang chạy, chạy nè. Đó, lên 100 rồi. Trời má ơi, không nhìn nãy giờ lên 100 rồi, 103 rồi, 103 rồi. Chú 104 rồi. Trời ơi. Mới có nãy giờ mới có 100 mấy à. Trăm lẻ chín rồi, trời ơi, 110 rồi, có đu,
Không biết được 130 cấp không đây. Mở nè, 117 rồi, 118 rồi. Vâng, vâng thưa các bạn, nó đã 120 rồi. Chết rồi, đầu sắp full rồi các bạn ơi. Ôi bấm mỏi tay luôn á trời. À đu đu, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ư, bỏ lâm mực tịch. Trời trời. Ư, cái gì đây đây? Cái gì đây đây? Mảnh xích long câu được 3 mảnh. Trời ơi. Hôm mà thấm đậm tình quê rồi. Bỏ em vào đây, nhét em vào đây, nhét em nữa vào đây, bỏ em nó vào đây. Vậy để lên đó. Con ngựa gì? Con ngựa gì? Ngựa chiếu nhã gọc gì? Chiếu dạ ngọc sư tử. U chút là rảnh là đồ nữ là đem bỏ qua bên chỗ nữ hết. Còn dư là đem vứt. Nhưng mà trước khi đó là mình sẽ để đây cho các bạn xem ha. Sơ qua xong rồi kết thúc video rồi mình xóa, mình tắt rồi mình vứt sao ha. Đó, đồ VIP để lên đây. Rồi. Để lên luôn. Tiếp tục. U 126 rồi, 130 là nằm trong tầm tay. Đó, đó sắp 130 rồi. Trời ơi. Một trăm ba mươi mốt rồi. Đồ lên quá trời luôn. 5 cái xích long câu rồi. Rồi bấm hồi nãy giờ chưa hết 500. Ừ sắp gần hết đó, 500 rồi đó. 500 hộp rồi má ơi. 135 rồi. Trăm 37 rồi. Á chu. Rồi full. Á à. Rồi lấy ạc vô. Lóc ạc vào. Lóc ạc vào lấy qua bớt. Chuyển qua bớt bên kia. Qua nào. Trời ơi, cực lắm các bạn ơi. Rồi, khúc này để mình lướt qua bớt cho các bạn nha. Khúc này cũng lâu quá để video cho nó dài nữa. Rồi, bây giờ chúng ta mở nữa ha. 138 rồi, tiếp tục thôi. Ở mỗi tay luôn. Tiếp tục lên, 140 rồi. Ủa lên tới đây nó lâu dữ ta. 140 rồi, 41 rồi. Ủa có nào lên được 150 không ta? Thôi trời. Thôi 550.000, 550 mà được cấp 150 là ngon lắm luôn đó trời. Đu, lên dữ vậy. Thôi trời, còn ráng lên nữa kìa. Ơi thôi. Đậu. Tiếp tục sang đồ thôi. Tiếp tục nào các bạn ơi.
trăm, 144 mà còn 700 hộp. 700 hộp lên nổi không? Ô, chiếu dạ ngọc sư tử. Chiếu dạ ngọc hồi nãy là mình có hai một con phải không ta? Hình như là một con rồi. Hy vọng là đủ 5 con cho năm à. Trời, 145 rồi. Có lên nổi 150 không đấy? Cố lên, trời, 146 lâu dữ ta. Trời, trời, đồ sắp như vậy là full mã nó rồi. Tiếp tục mở nữa. Đó, 146 rồi. Trời ơi, lên đi cho đủ 150. Cố lên con. Đó. Trời trời, dướng nữa. Lại tiếp tục sáng đồ. 46, tiếp tục 47 nào. Trời ơi, còn có 400 mà học kịp được 47, 150 quá. Tới đây cái nó lên chậm dữ. Đó, 147 rồi. Trời, trời rồi không được 150 rồi. Á đù kỳ này gá hai con chiếu dạ ngọc sư tử trời. Nè. Ồ, bốn con rồi sắp đủ rồi. 4 hay 5 con gì rồi. Chuẩn bị chuyển đồ tiếp. Không biết 300 này lên được 49 không đây. Nhưng mà quá ngon rồi các bạn ơi. Cái event mình tính đâu là lên thì chỉ có 130, 120 vậy mà tính ra 550 mà lên nhiều lắm á chứ. Trời ơi, 108 rồi má ơi. Có lần 148 rồi. Hy vọng là đủ. Chứ giờ còn 100 mấy nữa mà đi sang chiếc kho là cực lắm luôn. Chắc được 109 các bạn ơi. Rồi, ông phụ kho đủ rồi. Bây giờ sang chiếc lần cuối nữa ha. Chuyển còn quên cái đai nữa chứ. Rồi, chuẩn bị nè, vô nè. Đó. Lên 190 đi con. Ở lòng 149 đi. Đó. Lên. Đủ không đây. Trời, chiếu dạ ngọc sư tử nãy giờ chắc cũng 6-7 con rồi ta. Á đù, 49. Trời ơi. Nãy gần được 80. Đi mở hết không ta. Ở đây còn 335, 5, 2 cái là 50. 50, 60. Đi qua mua dứt luôn cho đủ rồi. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. Đâu rồi, ông đây. Hoa hồng vàng số lượng 60. Chơi, còn có 35 đồng.
60 mua bằng tiền đồng, tiền đồng được có 35, mua luôn bằng tiền vàng, chơi khô máu cái event luôn hả? Là hồi nãy 60 phải không, 60 là còn khoảng 25, đậu còn được có 14. Kệ nó đi, ăn được nhiêu hay bấy nhiêu. Chút giờ quyên góp kéo mấy thằng kia qua mua. Trời ơi, phải tách ra nữa chứ. Lên không, lên không, vẫn không đủ. 10 cái, 11 cái. Ôi trời ơi, 11 cái chắc đủ lên đó các bạn ơi. Quay qua bên kia để coi tổng kết, coi cái nãy giờ mình ăn được bao nhiêu hết ha. Nãy giờ ăn chắc cũng hơi bị nhiều lắm á. Một cổ trấn, quay lại đây. 149 là ngon lắm rồi nha các bạn. Tổng kết lại là với giá 550 mà chúng ta lên tới cấp 149 là quá là hết sảy luôn ha. Đó. Rồi, vô. Kho nè, đó, chiếu vàng ngọc sư tử. Đó. Đồ. Đồ cấp 8. Của Nam. Này vứt. Này cấp 8 để qua bên này. Này cấp 5 chút vứt. Vứt vô đây luôn. Đó, cấp 8 để qua. Rồi, event quá ngon ha. Mở mấy con kia cho các bạn xem luôn. 550 mà quá trời đồ luôn. Đó, đồ nè. Đó. Đồ nè. Đó. Đồ nè. Đó. Quá trời luôn các bạn ơi. Dư rất ư là nhiều luôn ha. Nè. Ôi giời ơi, 4 con, 3 con. Rồi, kết thúc event tại đây là chốt là một câu, event rất ư là rẻ, 550 từ level 88 lên hẳn level 149 gần 50 ha. Ăn mát tiền luôn, hết tiền luôn, là lên còn khoảng 11% nữa. Đó, kết thúc event là như vậy. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tiếc là ăn, nếu mà gom lại hết luôn á, là chắc ăn lên được level 150 á. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong series Võ Lâm Truyền Kỳ PC tập 4. Nhớ đón xem và ủng hộ kênh mình nha. Đừng quên like và subscribe kênh. Bye bye. Nhớ share để nhiều người cùng biết tới series nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Event quá rẻ.